Tìm ta làm gì? Lưu Bình đây. Dương Lễ, không nhớ anh sao? Ta không biết ai là Lưu Bình cả. Nếu ngươi có đói hả Quân Hầu? Hãy dọn cho hắn một trái cà thiêu và một tô cơm hẩm nha. Dương Lễ, Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là quỳnh là đèo, cơm ta mi ăn, ba nước ta mi uống, thiết đông sang ta lo mi lành cho hồ cừu mắt ngoài lúa gấm đề cho mi yên tâm theo bề học dẫn ta tặng cho mi riêng một tư phòng. Giỏi, ta đem kéo vào đi ra lồn, ta phục tí liệt mày sổi tinh nấu sự, nay bản hổ dân đề đi chỗ gần tay. Nghĩa nay tan nhà nát cửa thật buồn lòng mới lát đầu tới nhờ giả tử quan ơi ai kỳ nghĩa kim bằng biết chi đáng là một cái cà tiêu đào tô cơm hầm mê ơn nghĩa gì mà kể. Ngươi có giỏi hả thì học hành thử coi trí óc của ngươi có bị được ta chăng. Còn con đó không ăn là tự ý. Ăn à? Chào đi Lưu Huynh ơi, lòng tôi để đây cái đất trời chứng giang, để muốn về trái cà thiêu và tố con hầm, để tiễn Lưu Huynh về cửa không sinh trình. Trong lòng hiện thế Dương Lễ ta được như ngày nay là nhờ ơn tác tạo của Lưu Bình. Ta có nhóm trong lòng Lưu Huynh một mối quan thời, vậy nàng hải thai ta tặng cho người tia hy vọng. Nếu Lưu Huynh ta được làm chiều chuộng thì sẽ dễ dàng lên tột đỉnh tham ấy. Trong lòng ơi tào kháng chi thế là đảo tổng còn cái nghĩa kim bằng từ bằng tiếng chỉ ra mặt cả dân. Quán gấm đầu làng này đời ai nhớ chăng? Quán gấm đầu làng này chuyện xưa đã xa xưa, tình ta mới ha đầu làng nàng châu rung đá xinh quán, tình ta ngồi ha bao bao cho tình. Quán gấm đầu làng dệt tơ bán tơ, quán gấm đầu làng có ngồi bên nắng mờ, tình ta ngồi ha tình rằng rồi mai cứ xứ đen xanh, tình ta ngồi ha bé vang bán son đời tên. Son đền cháu tiểu thơ lời hẹn năm xưa bây giờ người có nhớ. Lưu Bình ngày xưa đã danh đề bán hổ, có xứng được cùng ai kết nghĩa cho trần. Ủa đã kìa, sao bụi bên không có nhận mùa loan bù, tình mà ơn tình mà lập đường Châu Long. Còn Dương Lễ, Lễ ơi, ta sẽ gặp ngươi giữa chúng công môn, ta sẽ mắng vào mặt mi cho hả giận. Đối với ta có gì vậy băng qua hay bạn nhang học hay không là do chi của Lưu Bình. Huyền huynh tiện nội là Châu Long đó hả? Châu Tiểu Thư, Châu Tiểu Thư. Huyền huynh thiếp đích thị là Châu Long, dân tình trọng cho Huyền huynh ăn học. Huyền huynh nói như trong khi cùng hội thiếp Huyền sớm Huyền chưa chưa thì đồ đi. Quan gánh đầu làng này, nhớ châu quan gánh đầu.